Tiếp theo bạn, trong nội dung này chúng ta sẽ thực thi cái queue sử dụng giấy danh sách liên kết đơn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào thực hiện cái chương trình chính của chúng ta nha. Đầu tiên chúng ta phải có một cái nốt đã. Mình sẽ có một cái struct node. Ở đây thì có hai thành phần thôi, một cái data này. Đấy, sau đó là một cái nốt. Cái nốt này tên là next để trò đến cái nốt tiếp theo ở trong cái link list chúng ta. Tiếp theo mình sẽ có một cái type pdf. Đây, struct tên là stack đi. Node, giả sử mình sẽ để nó là nhầm, không phải stack mà queue. Nói lung tung. Ok, rồi. Đó, bây giờ chúng ta khi mà có cái queue rồi thì chúng ta sẽ phải kiểm tra rằng cái queue này nó có rỗng hay là không. Đấy, chúng ta không thể kiểm tra được đầy bởi vì khi sử dụng danh sách liên kết đơn thì biết khi nào là đầy đâu. Đấy, chúng ta sẽ có một cái bool empty đi. Chữ M viết thường thôi. Empty. Truyền vào là một cái queue. Queue tên là quy. Đấy, thì chúng ta đơn giản là return cái giá trị quy này nó bằng null. Đấy, thì cái này coi như là chúng ta đã kiểm tra, cái là kiểm tra rỗng rồi. Rồi bây giờ đến cái thao tác enqueue. Đấy, tức là chèn một cái phần từ mới vào trong cái queue của chúng ta. Thì chúng ta sẽ thực hiện trên là int đi. Enqueue. Đấy, chúng ta sẽ truyền vào ở đây là một cái queue. Dấu và quy một cái giá trị data. Đấy, tức là chèn cái giá trị data vào thằng queue. Rồi. Cho nên là bây giờ chúng ta sẽ phải kiểm trước khi mà để chèn vào queue, chúng ta phải tạo ra một nốt để tức là mỗi một nốt ở trong cái queue chúng ta tương đương với một cái phần tử, phần tử của queue. Thì ở đây chúng ta sẽ có là node con trỏ, create node theo chữ E. Đấy, ở đây là có một cái giá trị data. Trong này chúng ta sẽ tạo ra một cái node con trỏ đặt tên là P sẽ bằng new node ở đây. Sau đó thì kiểm tra xem là nếu như cái thằng node P nó mà là null. Đấy, nếu là null thì chúng ta return luôn thằng P vì nó là null mà. Tiếp cái thằng này. Rồi. Nếu như không null thì chúng ta mới thao tác được. Tiếp theo thì P trò đến next. Chúng ta luôn gắn nó bằng một cái giá trị null bởi vì lúc đầu chưa biết là như thế nào cả, đúng không? Tiếp theo P trò đến data, lúc data chúng ta sẽ bằng data này, cái thằng truyền vào nhá. Nhớ là cái thằng P trò đến data này là cái thằng data này. Đây, còn cái thằng mà data ở phía bên phải dấu bằng này chính là cái thằng cho truyền vào này. Đó, lưu ý cho đấy. Ok, tiếp theo ở trong này ấy, thì chúng ta sẽ tạo ra một cái node cũng đặt tên bừa phữa đi, bằng P đi. Sẽ bằng create node, truyền vào là cái data của chúng ta. À, cái này data mà. Rồi, sau đó thì kiểm tra nếu như mà cái thằng queue của chúng ta quy mà nó bằng null. Đấy, thì chúng ta gán luôn cái thằng quy sẽ bằng p, thấy chưa? Rồi nếu không ngược lại thì cái này l se, nếu không thì do là chúng ta chèn một cái phần từ mới vào queue cho nên thường sẽ chèn vào cuối đúng không? Thì chúng ta sẽ phải dịch chuyển đến cuối cái danh sách liên kết của chúng ta. Đấy, để chúng ta chèn, chúng ta tạo ra một cái nốt đặt tên là ptr đi, thì sẽ bằng quy. Đó. Sau đó thì chúng ta lặp đến để nó chạy đến cuối cái danh sách liên kết của chúng ta. While cái thằng PTR này nó khác, null là một. Cái thứ hai là thằng PTR trỏ đến thằng next này nó cũng phải khác null. Đấy. Thì cái điều kiện này PTR con trốn S xem nào. Để sao đây à, đâu thêm cái dấu và ở đây chứ. Rồi, đấy. Thì kiểm tra đầu tiên là thằng PR phải khác null thì nó mới trỏ được đến cái thằng tiếp theo. Đấy, nếu như cái thằng PR mà nó bằng null thì không làm gì được nữa. Okay. Rồi, kiểm tra cái điều kiện đó là PTR của ta trỏ đến next mà khác null, tức là cái phần từ của chúng ta khi mà lặp ấy thì nó sẽ đạt đến cái điều kiện này bằng null.
Đấy, tức là mục đích của ta là tìm cái nốt cuối cùng của danh sách liên kết. Đấy. Thì nó sẽ đạt đến cái mốc là PTR chọn next bằng null, thì tức là tìm được phần tử cuối cùng. Lúc này thì trong này chúng ta PTR sẽ bằng PTR cho đến next. Đó. Sau khi thực hiện cái này thì thằng PTR chính là cái nốt cuối cùng ở trong cái danh sách DSLK đi. Rồi. Thì chính là cái phần tử cuối cùng ở trong queue ấy. Đấy, tức là phần tử ở đuôi queue đi, nói chính xác là vậy. Thì lúc này chúng ta thực hiện đó là thằng PTR cho đến next thì chính là thằng P. Đấy, P chính là cái nốt chúng ta được tạo này. Được chưa? Rồi. Đó, như thế này là coi như là chúng ta khi thực hiện xong như thế này thì thôi, cái này mình sẽ cho nó là void đi, khỏi phải trả về. Không cần phải trả về mà. Chưa? Rồi. Sau khi mà chèn vào xong thì chúng ta sẽ đến với hai thao tác sau cùng, đó là lấy phần tử ở trên đầu thì sẽ là phải trả về, lấy nhưng không xóa, đặt tên là pip. Đây. Truyền vào một cái queue. Đó là quy. Đấy, kiểm tra nếu như không rỗng khác empty của thằng quy. Đấy, nếu như không rỗng thì mới thực hiện, còn nếu không thì đơn giản chúng ta return giá trị bằng zero đi. Đấy. Bây giờ ấy thì nếu như cái danh sách của chúng ta không rỗng hay là cái queue không rỗng thì lấy cái phần tử ở đầu đúng không? Thì đơn giản chỉ là chúng ta phải nếu mà nó không rỗng thì chắc chắn là nó tồn tại, cho nên là chúng ta đơn giản là return cái giá trị đó là quy cho đến data. Đấy, tức là đây là lấy cái phần tử đầu tiên đó và lấy cái data của nó, thì đấy chính là cái giá trị chúng ta cần tìm. Tương tự như thế này, nếu như chúng ta muốn là lấy xong là xóa đấy thì nó cũng là cái y hệt như này, mình copy nó nhanh nha. Đấy, thì chúng ta cái này đặt tên cho nó là dequeue. Đấy, dequeue thì sẽ thêm một cái dấu và vào đây để thay đổi các phần tử. Thì chúng ta không phải thực hiện như thế này. Đấy, mà ở đây là chúng ta có một cái giá trị data đi. Chúng ta sẽ gán bằng chính cái giá trị này. Đấy, được chưa? Rồi, sau đó thì chúng ta có một cái nốt. Mình sẽ đặt tên là P đi, sẽ bằng Q. Cái này là Q chứ không phải P đâu. Rồi, sau đó thì cái thằng Q này này sẽ bằng Q. Cái này là ngày trò đến thằng next. Đó, tức là lấy cái thằng đầu đi. Đấy, sau đó thì gán lại cái thằng đầu là thằng tiếp theo. Bởi vì cái thằng ở trên đầu mình lấy nó đi rồi mà. Đấy, nên là thằng đầu sẽ là thằng tiếp theo khi mà cái thằng ở đầu bị lấy đi. Đấy, đây là cái chỗ này. Sau đó thì chúng ta làm cái gì? Chúng ta sẽ delete. Delete cái thằng gì? Cái thằng P này. Tức là xóa hay là giải phóng bộ nhớ. Giải phóng bộ nhớ. Đó. Sau đó thì chỗ này là return là cái giá trị data. Đấy. Ok. Rồi. Đây là tất cả những cái phương thức mà chúng ta thực hiện này. Đầu tiên là tạo ra cái nốt có hai thành phần, đó là dữ liệu và cái nốt tiếp theo. Tiếp theo chúng ta tạo ra một cái queue là con trỏ, tức là kiểm tra cái queue này có rỗng hay không bằng cách là kiểm tra cái phần tử đầu tiên của nó bằng null hay không. Tiếp theo chúng ta tạo một cái nốt. Đấy, cái nốt này tên là một cái nốt bất kỳ, sau đó thì ra gán phần tử next và phần tử data cho nó. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái thao tác chèn cái phần tử mới vào trong cái queue của chúng ta, đó là enqueue, thì sẽ phải truyền cái tham chiếu đó, đồng thời là truyền cái giá trị data này vào, chúng ta tạo một cái nốt mới. Nếu như cái queue chúng ta mà bằng null, tức là ban đầu nó chưa có gì cả, thì gán luôn cái giá trị cái nốt vừa tạo chính là cái thằng queue đấy luôn. Nếu trong trường hợp ngược lại thì chúng ta sẽ phải làm sao để tìm đến cuối hay là tìm cái nốt cuối cùng ở trong danh sách liên kết. Đấy, sau đó thì cho cái phần tử ở cuối cùng đấy trỏ đến cái nốt chúng ta vừa tạo. Tiếp theo đến cái phương thức đó là lấy cái phần tử ở trong queue ra
Đấy thì nếu như cái key của chúng ta không rỗng thì chúng ta sẽ lấy cái giá trị phần tử đầu tiên return, còn trường hợp mà nếu key mà rỗng rồi thì chúng ta sẽ return 0. Tương tự như cái thằng pick thì là dequeue. Chúng ta sẽ lấy cái phần tử ở đầu queue và đồng thời xóa bỏ cái phần tử đấy đi. Đấy, muốn xóa thì sẽ phải delete. Và trước khi delete thì chúng ta phải lưu ý là phải gán cái queue, tức là cái phần tử đầu queue là cái phần tử tiếp theo. Đấy. Sau đó thì mới xóa bỏ cái phần tử đầu đi. Ok. Trong trường hợp mà không còn phần tử nào nữa thì return 0. Ok, cái này end queue thì mình sẽ cho vào đây là một cái queue. Mình sẽ đặt tên là một cái queue. Queue. Rồi. Rồi sau đó mình truyền cái thằng queue vào đây. Tương tự như thế này. Queue. Cái này là làm như thế này để cho nó nhanh thôi. Chứ còn thực ra mình khởi lười gõ, bởi vì gõ rất là tốn thời gian. Ifull thì phải truyền vào thằng Q. Empty thì à đâu nhầm, cái này không có ifull này. Empty thì truyền thằng Q này. Thằng pick, pick thì cũng truyền thằng Q này. Empty thì Q này. Data bằng pick thì cũng Q này. DQ thì là Q. Rồi cuối cùng empty thằng này nữa. Thằng này sửa nốt, ifull thì không còn nữa. Cái chỗ này S. Ok, bây giờ chúng ta sẽ thử xem là nó có bị lỗi gì hay không. Nếu như không bị lỗi thì chúng ta sẽ thực hiện một cách ngon lành. Và chúng ta sẽ chờ xem là cái kết quả chúng ta nhận được là như thế nào. Không có vấn đề thì bây giờ chạy. Ok, như vậy là đã có vấn đề xảy ra ở đây. Ở đây, gặp cái vấn đề này là chúng ta hết sức là nguy hiểm này. Ban đầu mình phải gán nó bằng null. Đó. Ok, rồi bây giờ thì ngon lành rồi. Đó, đây là cái kết quả của chúng ta này. Ok, và đó. Lưu ý là hết sức lưu ý cái chỗ này, khi mà chúng ta tạo ra một cái queue thì phải gán cái giá trị ban đầu khởi tạo cho nó bằng null, nếu không thì vào đây nó sẽ không chạy được. Ok, vậy chương trình của chúng ta thì đến đây là kết thúc rồi. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những cái bài học tiếp theo.